quá sốc, nghi ngờ lời giải thích dữ liệu và học bạ của tiến sĩ Thích Trân Quang, Vương Tấn Việt đã bị thất lạc, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Đại học luật Hà Nội, do đã qua nhiều năm nên dữ liệu và học bạ của thầy Vương Tấn Việt đã bị thất lạc. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm. Đó là một số dòng trạng thái đang lên trên một số fanpage lớn như fanpage hình sự đang gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, thời hạn lưu trữ bài vở, hồ sơ của học viên là 10 năm, lưu trữ kết quả học tập, sổ gốc cấp bằng là vĩnh viễn. Mới có gần 3 năm mà bảo trải qua nhiều năm, chắc là trường bị cháy hoặc lũ lụt. Một ý kiến khác bình luận, tất cả lại tại thăng Việt, báo quá trời báo, giờ cả cái đại học luật Hà Nội đang nháo nhào, sắp tới vài thằng mất chức. Việt ơi là Việt, Quang ơi là Quang, đi tù rồi còn làm tiến sĩ còn mẹ nó làm gì nữa. Một bình luận cho biết thêm, mới năm 2021 mà kêu nhiều năm Thế chắc mình học từ 2011 thì mất hết rồi à? Trường luật mà nói như kiểu tao sắp giải thể. Đại học luật Hà Nội nên công khai chương trình đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Theo tờ giáo dục.net.vn, vừa qua trường Đại học luật Hà Nội gửi thông cáo báo chí về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt, tức Thích Trân Quang. Theo đó, trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh, ông tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Năm 2019, ông tốt nghiệp Đại học Ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, hệ văn bằng thứ hai, vừa làm vừa học. Về quá trình học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2017, học viên Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1, trình độ Đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội, mở tại Trường Cao Đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật văn bằng 2. Vừa làm vừa học theo quyết định số 140 quy DHLHN ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, ông trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023 theo quyết định 4567 quy DHLHN ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh theo quyết định 5114 quy đề DHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội, ngành luật hiến pháp hành chính. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ luật, ngành luật hiến pháp, hành chính, theo quyết định số 1141/QĐ-DHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội. Theo quy định về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội, thời điểm năm 2019, thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung, thời gian đào tạo đối với người có bằng đại học là 4 năm tập trung liên tục. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho phép nghiên cứu sinh được gia hạn thời gian đào tạo hoặc rút ngắn thời gian đào tạo so với thời gian đào tạo như vậy, từ lúc ông Vương Tấn Việt được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến lúc được bảo vệ luận án tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022, tương đương 2 năm 3 tháng 27 tháng. Điều này khiến dư luận đặt ra những băn khoăn bằng cách nào mà học viên này lấy bằng tiến sĩ chỉ hơn 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Ông Vương Tấn Việt chỉ mất 2 năm 3 tháng để lấy được bằng tiến sĩ là trường hợp hiếm. Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra câu hỏi có bao nhiêu người chỉ làm nghiên cứu sinh trong vòng hơn 2 năm như ông Vương Tấn Việt. Trường Đại học Luật nên công khai chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ 27 tháng của ông Vương Tấn Việt để các trường hợp có thể tham khảo. Ngoài ra, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cũng chia sẻ thêm, ông Vương Tấn Việt hoàn tất việc học và hoàn tất luận án để bảo vệ chỉ trong vòng 2 bảy tháng. Trong khi đó, người này lại không phải dành thời gian toàn thời gian để học tập trung theo quy định và làm nghiên cứu sinh mà còn vướng bận các công việc khác ở chùa. Bên cạnh đó, trong trường hợp học từ cử nhân lên thẳng tiến sĩ, học viên phải học các học phần bổ sung bao gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc ngành hoặc chuyên ngành tương ứng. Như vậy, nếu tổng thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là hơn 2 năm thì học viên cũng cần ít nhất hơn 1 năm để học bù phần còn thiếu của chương trình thạc sĩ do không phải học ngoại ngữ và làm luận văn thạc sĩ. Như vậy chỉ còn khoảng 1 năm phải học chương trình tiến sĩ và làm các nghiên cứu, viết các chuyên đề, luận án và các bài báo liên quan đến luận án. Tuy nhiên để làm được điều này, ngay nghiên cứu sinh làm toàn thời gian cũng là một thử thách cực kỳ khó bởi khối lượng kiến thức nghiên cứu rất khổng lồ. Nếu một người hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong vòng 3 năm là đã quá nhanh rồi, chuyên gia nhận định. Về hình thức tổ chức đào tạo theo quy định của trường Đại học Luật Hà Nội, việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, trong đó nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh. Tuy nhiên trong thời gian ông Vương Tấn Việt làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Luật Hà Nội có giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, xã hội bị giãn cách, đi lại cực kỳ khó khăn. Vậy làm thế nào mà ông Việt hoàn thành chương trình học và lấy bằng tiến sĩ thần tốc như vậy?